Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, giáo dân than phiền gặp trở ngại lớn khi vào tòa giám mục thăm cha nam. Thực hư khung cảnh vắng vẻ đến lạ thường tại tòa giám mục xã Đoài, trong khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đang có phiên họp quan trọng tại đây. Kính thưa quý cộng đoàn, như chúng ta cũng biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang có hội nghị thường niên năm 2023 tại Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh. Mới đây trên trang mạng xã hội, một số giáo dân và cả lương dân than phiền gặp khó khăn trở ngại khi có công chuyện tại Tòa Giám mục xã Đoài vì lý do an ninh. Anh giáo dân Quan Trung than phiền. Theo như tin tức chạy bằng cơm có được, những thông tin đáng chú ý mấy ngày diễn ra cuộc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Giáo Phận Vinh chưa từng có trong tiền lệ của Giáo Phận Vinh. Tôi là một giáo dân của Giáo Phận Vinh, kịch liệt phản đối cùng cách tổ chức phiên họp thường kỳ của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Giáo Phận Vinh bởi Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long. Việc thắt chặt an ninh vòng trong vòng ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập giống như những cuộc họp cấp cao của nhà nước. Với việc làm chưa từng có trong tiền lệ của các cuộc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam của những lần trước và ở các nơi giáo phận khác đã tổ chức. Làm kiểu này cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến những suy nghĩ hệ lụy xấu về giáo dân Giáo Phận Vinh rằng là phần tử xấu, phản loạn, gây nguy hiểm và không đạo đức, không sốt sắng, không vâng phục gần gũi với các đấng bề trên, kính Chúa yêu người như lời Chúa dạy, cho nên phải làm vậy. Đức Giám mục An Phong đã tạo ra một khung cảnh căng thẳng cả trong lẫn ngoài cuộc họp mà theo tôi là không đáng có, làm mất sự thánh thiện, thần thiện thường có của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thật tệ hại, tồi tệ mà chưa từng có. Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long phải chăng đã chia sẻ giáo dân Giáo Phận Vinh, vui mừng muốn được gần gũi thổ lộ tình cảm yêu mến với các đấng bề trên đang hiện diện tại Giáo Phận Vinh, để các ngài có cái nhìn khác với tấm lòng của giáo dân dành cho các ngài. Đức Giám mục An Phong, ngài nghĩ gì, làm gì mà phải làm vậy? Hơn 4 năm qua, ngài đã làm được gì cho Giáo Phận Vinh rồi? Hay sợ các con chiên đến quấy rầy, sợ con chiên đến gửi thỉnh nguyện thư cho sứ thần tòa thánh chăng? Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long phải chịu trách nhiệm với những việc làm hôm nay. Như vậy, anh giáo dân Quang Trung than phiền rằng có an ninh nghiêm ngặt ở tòa giám mục trong những ngày diễn ra hội nghị lần này. Vậy điều anh than phiền có hoàn toàn chính xác hay không? Theo cô Kim Thành, người cũng có công chuyện tại Tòa Giám mục xã Đoài hôm 19 tháng 4, cô chia sẻ. Hôm qua thăm anh Đức về, con ghé thăm cha Đặng Hữu Nam. Cũng may là được gặp cha vì Giáo Phận Vinh các ngài Giám mục Việt Nam đang họp hành nên có rất nhiều các ông, các anh canh trước cổng giáo phận. Các ông kêu dừng xe lại và nói hai chị có thể về ngày 21 tháng 4 vào thì thăm cha thoải mái. Nhưng cũng năn nỉ, xin các anh thông cảm, tôi đi công việc tiện kẻ thăm cha vì tôi ở trong Bình Dương xa lắm, mai tôi phải về rồi. Các anh thông cảm cho vào, quy định cho 15 phút, nhưng xin được nói chuyện 1 giờ. Nhưng cha con gặp vui quá, hỏi thăm đủ chuyện nên gần 3 giờ mới về. Nên các anh, các ông khiển trách là các chị ở lâu quá, nên xin lỗi các anh và mong các anh thông cảm, lâu quá rồi cha con mới gặp nhau. Về sức khỏe cha vẫn thế, các bệnh ung thư vẫn hoành hành cha liên tục, có lúc đau nhức không chịu nổi. Cha kể có khi cả một tuần lễ, cha chỉ ngủ được vài giờ vì bệnh không cho cha ngủ. Song cha bị thêm về tâm bệnh rất nặng, còn nghiêm trọng hơn. Cha cười nói vui nhưng thấy cha đau lắm. Cha ví như anh Đức cũng bị oan ức, vô tội, bị ích xử bắt bớ, kết án là một chuyện. Còn cha đây bị chính bố của mình đánh oan ức, vô lý mới đau nhiều. Vì mình bị oan không có tội mà bị bố mình xử cũng giống như đang bị đi tù giam lỏng, mất hết, không đi đâu ra khỏi nhà nếu ra phải xin phép. Con thương cha lắm, nhưng chúng con sự hiểu biết còn không thấu hiểu hết nên chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho cha mỗi ngày được bình an, khỏe mạnh và thuận theo ý Chúa. Tác giả Nguyễn Kim Thanh. Như vậy, theo lời cô Nguyễn Kim Thanh chia sẻ, có vẻ như các ông, các anh giáo dân ở ban trật tự không phải là người của nhà nước làm trật tự trong tòa giám mục như ý của anh Quang Trung đã nói ở trên. Nhưng cũng đồng nhất thiết phải quá nghiêm ngặt đến như vậy nhỉ? Nguyện xin Chúa soi sáng cho Đức Giám mục An Phong để hy vọng rằng tương lai cha Nam sẽ được phục chức linh mục. Amen.
Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.